Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 20 tháng 6 năm 2021. Giá tôm thẻ oxy tại khu vực Bình Đại bến Tre như sau. Tôm thẻ oxy size 30 con lớn đang có giá 152.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ giá 147.000 đồng. Size 40 con lớn 132.000 đồng 1 kg. Size 40 con nhỏ giá 130.000 đồng. Size 50 con đang có giá 118.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, mời quý bà con theo dõi giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng và Bạc Liêu. Tôm thẻ size 25 con lớn có giá 173.000 đồng. Size 25 con nhỏ giá 167.000 đồng. Size 30 con lớn giá 145.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ giá 142.000 đồng. Size 40 con giá 127.000 đồng 1 kg. Size 50 con có giá 119.000 đồng. Size 60 con giá 113.000 đồng 1 kg. Size 70 con có giá 109.000 đồng. Size 80 con có giá 97.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con đang có giá 80.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, xin giới thiệu đến quý bà con một sản phẩm dùng trong xử lý môi trường thủy sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiệp Phát. Sản phẩm siêu diệt khuẩn với công thức diệt khuẩn thế hệ mới, giúp diệt nhanh các loại vi khuẩn, virus, nấm gây bệnh trên cá như bệnh lở loét, xuất huyết, thối đuôi, gan thận mũ. Sử dụng siêu diệt khuẩn giúp hạn chế dịch bệnh, tạo môi trường trong sạch giúp tôm, cá, ít phát triển tốt ngoài ra sản phẩm còn dùng để sát trùng dụng cụ bể ương trong nuôi trồng thủy sản mời quý bà con xem chi tiết sản phẩm cũng như cách sử dụng ở liên kết bên dưới về chi tiết giá cá giá ếch giá tôm thẻ giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu